Nhóm Thương Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con với lại anh Hậu đang có mặt tại cầu Bà Lòng, tiếp tục được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của mạnh thường quân luôn nha. Thì con đang ở chỗ đổ mấy cái trụ cột á, là bề dài 6 m, là trong đây là mình đổ cũng được là 19 ngày rồi. Hiện tại thì mấy cái cột, mấy cái trụ này nè rất là cứng cáp luôn, là 18 trụ đúng không? Dạ, 18 trụ chị. Dạ. Thì cái phần mà để 19 ngày thì mình cũng đã tiến hành làm xây dựng cây cầu được rồi. Nhưng mà trong lúc chờ đợi các anh xây dựng bên cầu đó thì họ hứa với mình là bao nhiêu ngày nữa anh Hậu? Mấy ảnh đang làm cây cầu ở Đồng Nai thì ảnh hứa khoảng 15 ngày nữa ảnh sẽ tiến hành dọng mấy trụ này xuống để làm cầu. Dạ. Thì hiện tại mấy cái trụ này mình vẫn để như vậy thì càng lâu càng tốt đúng không anh? Dạ. Dạ. Nó đủ chất lượng luôn ha. Dạ. Dạ thôi mình đi qua chỗ cái phần đá đi. Phần này thì mình đổ bao nhiêu đá, bao nhiêu cát, bao nhiêu xi măng vậy anh Hậu? Mình đổ là 6 khối đá, 4 khối cát với 34 bao xi măng. 34 xi măng. Dạ. Còn dư lại 6 bao thì... Em thấy đây còn dư đá nè. Đá này còn dư chắc cũng khoảng nửa khối nữa. Dạ. Bên kia còn dư mấy bao xi măng hả anh? Còn 6. Đây là 6 bao xi măng ha. Còn cái phần này nữa mình để lại mình sử dụng luôn hay sao anh Hậu? Sau này mình sẽ sử dụng luôn. Mỗi bao gì là anh Hậu mua bao nhiêu tiền? 85.000 chị. 85.000 một bao ha. Dạ. Nhưng mà mình mua về làm thiện nguyện không có bớt cho mình không? Người ta mua thì có khi ta đóng góp lại. Cái này là chỗ mua. Rồi giờ mình qua bên chỗ đá đi anh. Thì hiện tại đá thì mà mình đem về thì nhiều chứ anh? Đem mới mua thêm bữa hổm mua 40 khối nữa chị. Dạ, 40 khối nữa ha. Thế là mấy chú mời bên xây dựng cầu đó là chắc đông lắm anh Hậu? Đông chị. Dạ. Bà con đây ta tham gia làm nhiệt tình lắm. Dạ. Con đường đây đổ đá không ha? Mình làm hai bên hai cái mang cá là mình làm dài ra đây luôn hả anh Hậu? Đây chị, cho xe nó đảo vô được. Dạ. Đây. Dạ. Thì cái phần đá này giống như ngày hôm trước là mình đã đến rồi. Em thấy nó cũng khá là nhiều chứ hôm bữa anh Hậu? Bữa hổm mình đổ bữa hổm đó. Đổ để mà cho nên nó gần cây cầu mình vác ra đổ cái tông cho nó mau. Cái này là đá 12 hả anh Hậu? 12. Bên đây với lại bên kia là bao nhiêu khối? 40 đó chị. 40 khối ha. Vậy nữa là mình để từ từ rồi tiếp tục mình mua sau hay sao? Dạ, tại vì nhiều quá thì không có chỗ để. Còn phần xi măng em chưa thấy có xi măng á. Xi măng mình không có dám mua trước, mình mua bao nhiêu cái đầu mình đem về. Dạ. Lý do là mua thì xưa đây có công ty xi măng. Cái đầu mình sẽ mua là mình đem về dù mình xài bao nhiêu bao đem về để đảm bảo mưa chị. Dạ. Mưa nó hư. Dạ. Ở đây em thấy nãy giờ người ta chạy tới chạy lui nồm nộp ha. Đó là cây cầu này rất là thuận tiện trong việc giao lưu thông á. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Hôm nay nước rồng anh ha. Dạ. Thì anh em mình đứng ở đây đi ha. Hôm nay thấy nước rồng rồi, thấy cái cây nó cũng xuống thấp rồi. Càng thấy nước rồng thì cái cây nó càng siêu quẹo nhiều hơn. Như vậy mình chạy thấy nguy hiểm quá à. Tranh thủ làm cây cầu càng sớm càng tốt. Tại cầu này mình không có cho, chỉ cho dân xe hai bánh qua thôi. Dạ. Còn xe lớn là mình không cho qua luôn. Xe nên lớn là một phần ta xây dựng nhà cửa ta bị ảnh hưởng lắm. Dạ. Nhưng mà mình biết sao giờ, nếu mà nó qua quá thì sợ nó cong nó sụp. Dạ. Nên hiện tại mình mới làm cây cầu cho xe để qua được. Nhưng mà mình có để cái bảng cấm là dành cho xe 4 bánh không anh Hậu? Mình cho tải trọng 1,5 tấn qua thôi chị. Dạ. Là xe nhỏ qua được. Tại ngữ thì giống như là mình chỉ cho xe chở vật tư nhỏ đó, ví dụ tự chế á. Dạ. Còn xe chuyên dùng mà xe tải của mình rồi này là thôi mình phải cấm. Không cấm thì sợ nó sụp. Theo diện tích cây cầu này em với anh đi á, em thấy dài lắm luôn á, giống như là cái diện tích cầu người ta đã để cho nó 20 mấy mét chị. Dạ. Mình qua chỗ đây đứng đây. Mọi người qua đây thì cho cô chú xem sẽ dạ. Dạ thì hổm ngày thì con cũng được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Thì được chi phí để mà xây dựng cây cầu. Thì tổng chi phí để xây dựng cây cầu Bà Lòng này có giá tiền là 280 triệu. Thì cái phần bên hội thiện nguyện Từ Tâm họ đã đóng góp là 200 triệu đồng rồi. Phần còn lại là 80 triệu. 80 triệu này là do chính quyền địa phương của người dân sinh sống ở đây qua lại cây cầu này sẽ đóng góp là 80 triệu. Nhưng mà người dân ở đây tầm khoảng là 500 hộ dân, nhưng mà đa phần do xã quản lý thuộc về diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn. Ở đây thì dân lao động họ đi làm khi qua cây cầu này rất là nhiều, nhưng mà ở đây họ chỉ có tấm lòng thôi, chứ tiền thì để quyên góp vào cây cầu thì họ không có. Nói không là công việc đi làm hàng ngày thì cũng thật sự rất là khó khăn rồi. Tiền lo cho chi phí sinh hoạt hàng ngày thì cũng rất là vất vả đối với gia đình của các cô chú ở đây. Thì do đó thì ở chính quyền địa phương đó là anh Hậu đây thì cũng nhờ nhóm Thương Nữ Miền Tây kêu gọi các quý mạnh thường quân giúp đỡ số tiền là 80 triệu để mong sao sớm được xây dựng cây cầu cho nó nhanh chóng để tiện cho việc đi lại cho các cô chú ở đây một cách an toàn. Tại vì cái cầu hiện tại thì nó cũng siêu dẹo rất là nhiều. Nếu mà trường hợp ở đây mình không quản lý được thì có xe mà xe tải lớn thì mình đi qua thì cái cầu này là nhanh chóng rất là hư hao và đổ vỡ. Thì hôm nay thì rất là may mắn và vui luôn khi đã có sự tiếp tục của mạnh thường quân ủng hộ vào cây cầu Bà Lòng để giúp đỡ cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở đây, để tiện cho việc lưu thông tới lui. Lại có một cây cầu bê tông rất là chắc chắn và an toàn. Thì hàng ngày thì các cô chú ở đây cũng đưa cho các bé học sinh để đi học nè, rồi công việc làm cũng đi ngang cây cầu này. Thì cây cầu này nó nằm là trọng điểm luôn, trọng điểm của 500 hộ dân, thì ngày nào thì họ cũng phải đi qua cây cầu này để đi qua Bình Thủy hoặc là xuống thị trấn đi làm những cái công việc mà họ phải sinh sống hàng ngày. Thì con cũng xin chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân đã ủng hộ tiếp tục lần này nha. Thì thật sự con rất là vui luôn, thì sắp đã hoàn thành rồi cái chi phí. Dạ, thì hôm nay là con được tiếp tục nhận chi phí của cầu Bà Lòng, sự đóng góp của quý mạnh thường quân. Thứ nhất là gia đình chú Thế Phong là 200 đô, tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Tòng Bo ủng hộ số tiền là 200 đô, tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Cơ Thành ủng hộ số tiền là 200 đô, tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Tú Tuấn ủng hộ 200 đô, tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Thoại Tài ủng hộ 200 đô, tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Thọ Diệu ủng hộ 200 đô, tương ứng với số tiền là 4.600.000 đồng. Gia đình cô chú Trần Mậu Hưng ủng hộ số tiền là 2.534.000. Thì tổng cộng chi phí ngày hôm nay con nhận được của 7 mạnh thường quân là số tiền là 30.134.000. Thì cái chi phí ngày hôm nay mà con nhận được thì đã hoàn tất xong là chi phí mình xây dựng cầu Bà Lòng rồi, đã đủ chi phí. Dạ. Thì cái phần tiền ngày hôm nay thì xin phép các cô chú mạnh thường quân con trao cho anh Hậu luôn nha. Dạ là 30.134.000. Dạ. Rồi đúng chị. Dạ rồi. Thì tâm trạng của con hôm nay rất là vui luôn. Sau khi mà nhận cái cuộc điện thoại của cô chú gọi về thì làm con cũng mất ngủ và vui mừng khi mà con đã nhận xong cái phần mà chi phí của mạnh thường quân gửi về để hoàn tất xong cây cầu của Bà Lòng. Thì không biết là cảm nhận của anh Hậu có vui giống như em không ha? Rất là vui chị. Tại vì khi mà làm cây cầu thì tôi cũng rất là lo. Không làm thì bà con vận chuyển hàng hóa không được, lúa hóc cũng như là buôn bán, thì mình quyết tâm làm cầu bê tông nhưng mà rất là lo là không vận động đủ số tiền. Thì cũng may mắn được nhiều nhà mạnh thường quân tài trợ, trong đó có nhóm của chị đã giúp đỡ để đảm bảo đủ được số tiền hoàn thành cây cầu. Dạ. Thì hôm nay thì con cũng thật sự rất là vui khi được đại diện cho các cô chú mạnh thường quân trao cái phần tiền còn lại để tiến hành xây dựng cây cầu. Thì anh Hậu nói rõ luôn cho các cô chú biết là khi nào mình tiến hành mình xây cái cầu anh ha? Thì tại vì đơn vị thi công thì đang làm thi công cây cầu ở Đồng Nai. Dạ. Người ta hẹn mình khoảng 15 ngày nữa. Dạ. Người ta sẽ đến đây ta làm cái cầu. À, vậy là 15 ngày nữa. Dạ. Dạ. Thì trước tiên thì con cũng xin cảm ơn là 7 mạnh thường quân đã đóng góp vào chi phí xây dựng cầu để hoàn tất luôn. Thì con xin chúc 7 quý mạnh thường quân, 7 gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng luôn vui vẻ, ngập tràn niềm hạnh phúc và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Dạ. Thì sau 15 ngày nữa thì khi mà cây cầu này bắt đầu tiến hành làm thì con sẽ xin phép các cô chú là nêu tên các cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ cây cầu này từ trước tới giờ. Dạ. Một lần nữa thì con xin phép chào các cô chú mạnh thường quân nha. Chào các bạn. Bye bye.